Kẹt xe tại cửa ngõ sân bay hay là các chuyến bay phải bay nhiều vòng ở trên không vì không có chỗ để hạ cánh đang là một nỗi bức xúc kéo dài của người dân thành phố Hồ Chí Minh và du khách nhiều nơi khi mà đến đây. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại bằng hàng không sẽ tiếp tục tăng khiến cho tình trạng này sẽ càng nghiêm trọng. Chính quyền thành phố đã đưa ra yêu cầu với cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tăng các chuyến bay đêm làm thủ tục qua mạng để giảm nguy cơ trên. Theo cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, kế hoạch phục vụ các chuyến bay dịp Tết sẽ tăng thêm chuyến bay vào 0 giờ từ 0 giờ đến 5 giờ sáng mà ngày thường không có, đồng thời đặt thêm khoảng 250 băng ghế ngồi chờ, trang bị 25 máy làm thủ tục tự động nhằm phục vụ nhu cầu vận chuyển Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, ông Lê Văn Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu cần phải tăng chuyến bay đêm ngay cả trong những ngày thường như là một hoạt động thường xuyên chứ không đợi đến cao điểm, đồng thời là phải tăng cường các kiosk làm thủ tục bay điện tử để tăng cường khoảng 50% số hành khách làm thủ tục bằng cách này. Nhờ đó có thể sẽ giảm áp lực giao thông ở cửa ngõ sân bay, trong sân bay và trên cả bầu trời. Cũng trong dịp Tết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm điều tiết xử lý giao thông khu vực đón trả khách khu vực nhà ga quốc nội của sân bay Tân Sơn Nhất.